rồi nhà của ổng là cái thả của cố cái hợp của ta đó, ổng sinh gì ổng đó, ổng ngủ đó mà ở đó. Hồi rồi đó đó người ta lấy cốt gầu ổng đi sinh thì ổng làm nó ông sơn hết thì ông bố toàn bộ là vắng hồn hết không ba? Vắng hồn không ạ. Cho gì ăn đó, người ta cho gì ăn đấy. Cái này là này thịt. Thịt người ta cho. Người ta cho ăn. Một thì... nhiêu bao nhiêu thịt đây rồi ông ba ăn được mấy ngày? Có 3-4 ngày. 3-4 ngày. Trời ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay vào lúc khoảng 14 giờ chiều, Bùi Hồ băng qua một cái con đường đá như thế này. Con đường này thì mới làm thôi ở huyện Cái Lẩy, tỉnh Tiền Giang. Đó, Bùi Hồ sẽ tìm về cái một cái hoàn cảnh của một cái ông cụ neo đơn, sống rất là thương tâm. Theo một cái hành trình gông gũi len lỏi qua những cái con đường đan rất là nhỏ bé ở An Thái Trung, ấp 3 xã An Thái Trung, thì hôm nay Bùi Hồ đã tìm đến nhà một người cụ sống neo đơn. Và để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh cụ đó thì mình có gặp được ngoài đây cụ. Dạ con chào cụ. Hôm nay năm nay cụ bao nhiêu rồi? 75. Dạ cụ 75 tuổi, con thấy cụ còn khỏe quá. Dạ gì cơ, tao là con sợi dây nó quấn vô mắt vậy chứ con không thấy đường đâu. Dạ con cụ ơi, hôm nay con có tìm đến nhà của ông Ba Nhang đó cụ. Dạ. Là con nghe được biết tin là cụ ông Ba Nhang nó khó khăn. Dạ. Và ông ba đó sống một mình. Vậy thì hiện nay cái cuộc sống của ông ba đó như thế nào hả cụ? Thì ông ở con mình đó giờ đó thì bình qua thì có khi con nó cũng có nuôi ổng, rồi khi ổng nằm chốt. Ổng có mấy người con cụ? Cũng 3-4 đứa gì đó. Dạ. Ừ. Rồi có ai nuôi ông không cụ? Cũng có mà nhưng như là nuôi ổng ở riêng vậy đó, ổng không ở với con đứa nào hết trơn á, ổng chịu ở. Dạ cụ với lại ông ba đó là hàng xóm nha. Hàng xóm đó thì cũng ở xóm nè. Trước đây nhà tôi ở đây. Trước đây ông ba đó làm gì hay không? Hồi đó thì cũng đi bằng mướn, bằng thuê rồi vậy đó. Dạ. Cũng nghèo khổ vậy đó, bằng mướn, bằng thuê. Dạ. Rồi vợ chết rồi. Rồi dạ. Mấy đứa con giờ không có ở với mấy con. Ở vậy đó, ở riêng vậy đó, mình vậy đó. Nghe nói là cụ Ba Nhang nó có làm lấy cốt làm... Có, hồi đó có. Hồi đó cũng ai biểu rồi, ai mướn rồi đi. Mướn lấy cốt hả? Mướn đi lấy cốt này kia đi vậy đó. Có. Dạ. Dạ. Hồi mà ông còn mạnh giỏi nha. Bây giờ yếu rồi. Ông cũng năm nay cũng 8 mấy rồi. Con nó nghe nói là nhà của ổng là làm từ những cái miếng ván mà của những người ổng đi lấy cốt có không? Có đó. Mấy cái nhà của ổng là cái mã của cố cái hợp của ta đó. Ổng xin gì ổng đó, ổng ngủ đó mà ở đó. Cái nhà ổng lúc mà ông ba đó còn đi lấy cốt cho người ta. Ổng xin mấy dáng hòm tô còn tốt đó. Dạ. Thì ổng làm ngủ, ổng ngủ đó. Giờ hiện giờ đó. Là bây giờ ngôi nhà hiện giờ luôn. À, bây giờ con có thể dắt con lại nhà của ông ba ha. Dạ. Cụ 67 rồi hả? 75 rồi. 75. Dạ, đây. Cái nhà như thế này là cất lâu lắm chưa cụ? Cất rồi đó ông nè, cất cho cô cậu nè. Đó, đó mấy cây đồ văn hòm đó. Dạ. Văn hòm đó ông. Cái miếng ván đó là văn hòm đó. Đó ông về vậy ông lớp ngủ vậy đó. Đấy. Trời ơi. Rồi ăn uống rồi sao? Ăn uống thì vẫn nấu mà ăn. Chứ dạ. Ăn uống, cậu nấu ăn. Đây là nhà đây của ông bà mà Bùi Hồ tìm đến. Hôm nè, dạ. Ông lót ngủ nè. Dán này là dán... Dán hòm đó, người ta đó. Ông lót ngủ đó. Cái này cũng trên này cũng vậy nữa nè. Ông sơn lên nè, ông sơn cho đựng hôi. Dán này là dán... Dán hòm của người ta. Dán hòm á. Dạ. Còn bộ. Dán hòm. Dạ ngồi đi cậu, ngồi đừng cậu. Ngồi đừng không ông. Ngồi vậy ra. Ở cái chân của ông sao vậy? Đi lính đó. Cục do. Trời ơi. Ông bà ơi, ông năm nay bà cụ ngồi đi. Cụ ngồi đi. Ông năm nay ông nhiêu tuổi rồi ông ba? 80 mấy rồi. Tám mấy rồi. Ông hiện nay đang ở với ai ông ba? Ông mình vậy đó, ông ba mình vậy đó. Dạ. Ông ba ở con mình một hả? Ở mình một. Dạ. Trước đây ông ba làm nghề gì? Hồi đó thầy còn mạnh mới đi kiếm mấy này nè, giờ mừng nè. Bây giờ rồi giờ. Dạ. Đó là mắm. Ông muốn ké đó. Rồi lên đây. Nó muốn chết luôn.
Ván này là ván hồn, ván hồn hả? Ván hồn không đó. Ván hồn không hả? Rồi ổng thì rồi ổng xin cũng như hồn ta lấy cốt rồi. Xin việc cái rồi ổng làm gì ổng nghề ấy vậy đó. Là ông ba làm nghề lấy cốt luôn hả? Là hồi đó lấy cốt là gì cũng lấy. Ai mướn mà gì là mấy? Có giờ rồi chứ cũng đi, đi. Lấy cốt. Ai mướn ông ba nghỉ lấy mấy? Cốt lâu chưa? Giờ 2-3 năm trời rồi. Nghỉ 2-3 năm nay hả? Dạ. Hồi đó đặt chấm đặt lá rồi còn có nữa. Là tối ông ba ngủ ở đây luôn hả ba? Ừ, tối ngủ ở đây luôn nè, ngủ ở đây nè. À, ở dưới này thì ông ba nằm ngủ buổi trưa ăn cơm rồi cho nó mát. Rồi tối thì ông sẽ lên một cái gác ở trên cái phần ở phía trên này. Dạ. Mà đó là sáng để sẽ sáng mới xuống. Đi mũi đó nắp nè. Cái này là cái nắp hòm hả? Cái này cái nắp hòm, cái ổng làm cái được cầu nè. Ông làm cái cầu đi á. Cái nắp hòm. Trời ơi. Làm cầu đi. Và hiện nay thì ông ba sức khỏe ông ba còn tốt không? Trời ơi, đi đâu được. Ông té giờ nào té rồi chú ơi. Dạ. Ông đi rồi ra có khi đằng này dắt giùm ổng đó. Ông thấy ông té đó. Rồi mới dắt giùm ổng chứ. Làm cầu đó. Còn nhà ông nghe nói gián hồn không con cũng sợ sợ. Gián hồn không à? Chùa. Hồi giờ đó đó người ta lấy cốt gầu ông mới xin thì ông làm. Là ông sơn hết thì ông. Toàn bộ. Toàn bộ là gián hồn hết hả ông ba? Gián hồn không à? Có mấy cây này là riêng thôi. Có mấy cây cột này là riêng thôi. Cái cột này. Trời ơi. Ông ba lấy gián hồn vậy thì khi mà ông ba làm lấy gián hồn vậy thì ông ba ngủ cái gì ông ba có sợ không? Trời ơi, trời. Bây giờ sợ gì? Không có sợ đâu, bởi vì ông mới ngủ được. Dạ, chứ như bà ba sợ không? Dạ, sợ không sợ mà điều mình không có đi ngủ dậy thì ông ngủ được chứ ai mà ngủ được. Tôi dạ. Nghe. Vậy đó. Ông ngủ được chứ mà ai mà xài được, ông thì ông xài được, mình thì mình... Lúc đó là người ta lấy lên, ông ba lấy lên cái gián, ta bỏ cái ông ba đem về. Ta bỏ. Con hái mấy người ta lấy rồi mình xin. Mình xin cô ta. Mình xin cô ta. Trời ơi. Không biết nổi. Lúc đó mạnh giỏi cái ai kêu đi lấy. Chú hồi đó mạnh giỏi đó chú. Cái ông ai kêu thì cậu đi lấy liền đó. Dạ. Lấy. Rồi người ta cho tiền không? Cho 400 500 gì đó, một cái trái gì đó. Là một mình ông ba đi thôi. Ừ, chứ đâu có ai đi, người ta đào của người ta, của chủ nhà ta đào sẵn của mình xuống mình hốt. Người ta đào thì ông ba cái hòm ở dưới đó có nước thì ông ba xuống hốt lên hả? Ừ, hốt lên. Nước nào gì cũng xuống hốt. Hốt. Miếng người ta đào rồi cái người ta hé được cái nắp cái mình xuống hốt. Mình bóng xuống hốt. Dạ. Lúc đó nó cái duyên sao mà ông đi đến cái nghề lấy cốt ông ba? À. Cái duyên sao mà ông đi lấy cốt? Đó nghèo rồi, chú ơi, rồi nghèo rồi, ai kêu rồi, nghèo khổ đó. Rồi cái ai kêu đi bây giờ già rồi hết đi rồi. Bây giờ hết đi rồi. Giờ đi đâu ra té rồi đâu có đi nữa. Đó. Cái giống vậy đó mà. Đi muốn té giờ nào té đó. Té giờ nào té. Ông ba hiện nay có mà có mấy người con? Cũng ba bốn đứa gì mà ở xa lắm. Xa lắm mà con của ông ba khổ khá không? Trời ơi, nó đi mặn nó ăn đó. Cũng nó đi mặn nó ăn vậy đó. Dạ. Hai ba thằng không. Vậy hiện nay thì cái tiền đâu mà ông ba mua đồ ăn để mà ăn uống qua ngày? Cũng không mất rồi, nó cho. Người ta cho mà. Người ta cho vậy đó, số vậy đó, để dành mua đồ ăn. Đặc biệt là ông ba có cái đôi chân này bị thương trong lúc chiến tranh không ba? Ừ, chiến tranh đó, hồi đồng ý đó. Dạ. Bị mất một bàn chân luôn. Mất cái đơn phần đó. Ông ba hiện nay thì đi đứng khó khăn, ngoài cái đó thì còn có cái bệnh gì nữa không ông ba? Hả? Ông ngoài cái bệnh đi đứng khó khăn té bất thường thì ông còn cái bệnh gì nữa không? Bệnh gì nữa đâu, không có biết, mình luôn không có đâu. Có khi mà bệnh cái rồi nằm, rồi mà gỡ mua thuốc, rồi gì uống bậy bạ vậy à. Chứ... Ông ba ngày ăn được mấy chén cơm? Trời ơi, ăn à, gạo ăn cái đồ sữa bò. Nấu gần nhiều gạo để ăn họ không hết được. Dạ.
Toàn bộ của nhà ông ba đều là làm bằng ván của hòm hết sau khi lấy cốt xong. Chỉ những cái cột là bằng bạch đàn thôi. Cái nhà này ai cất cho ông ba? Cũng cô bác người ta cất giùm. Người ta cất giùm. Dạ, đất của mình là ở đây luôn hả ông ba? Cái này kêu ở đậu nhà nước nè. Ở đậu nhà nước, đất của nhà nước. Nhà nước. Dạ, để con vô phần ở đây là cái máy. Cái phần ở trên này là nơi của ông ba ngủ, cái chóp máy ở trên này là nơi ngủ của ông ba vào buổi tối. Còn đây là cái ngôi nhà để cho ông ba vào buổi trưa xuống đây để cho nó mát. Còn cô bác anh chị, còn cái phần này là cái phần chóp nhà sau, gọi là cái chóp nhà sau. Thì nơi đây vừa hồi sẽ quay cho cô bác anh chị xem. Đây là cái bếp của ông. Ơi, ông ba nói con ở dưới này luôn hả ông ba ha? Dán ở dưới này luôn hả? Ừ, đó. Dán còn mỏng còn ấy rồi này kia đó. Dạ. Rồi còn những cái người ta khắc đó không ba hả? Còn mỏng người ta khắc cái đó phải không? Ừ. Rồi đây là cái nơi mà ông nấu ăn này không ba? Nấu ăn. Rồi. Đây là những sáng nay ông ăn cơm với gì, ông có thể mở cho con xem với được không? Ăn cơm gì cậu, ăn cơm gì mở cho con xem. Đây là mà ăn cái gì? Cá kho đồ ai ra cho gì ăn đấy nha. Nè, đi ra ngoài trước để xem. Đây xem coi cái gì ông dở ra, coi cậu dở ra coi ăn gì. Đây. Ai ra cho gì ăn? Đó, người ta cho gì ăn đấy. Cái này là này thịt. Thịt người ta cho. Người ta cho ăn. Một thì... nhiêu bao nhiêu thịt đây rồi ông ba ăn được mấy ngày? Có 3 4 ngày, 3 4 ngày, 2 3 ngày. Dạ. Miệng nó nguội thì ông hâm lại. Nguội thì ông hâm lại ông ăn. Trời. Đâu có bỏ. 87 tuổi không mà. 80 giờ mấy rồi. Dạ. Thì đau xót vô cùng của bác quý anh chị. Ông ba có số điện thoại không? Hồi nào giờ đâu có biết điện đâu thoại. Đâu có chạy điện thoại. Hồi nào giờ nói lắm không có điện thoại. Thương quá, sống một mình nên. Đặc biệt là khi mà ngủ ở trong một cái căn nhà mang một cái hơi hướng tâm linh hay bà ba. Ừ. Người bình thường thì mình đâu có dám ở. Ừ. Hoặc là đâu có dám đem về để mà mình sử dụng. Còn ông ba thì tận dụng để sử dụng. Có ông ba, khi mà ông ba ngủ rồi có gặp những cái chuyện gì mà nó làm cho ông ba sợ không? Không có gì hết á. Tôi nói chú nghe, bà ổng cũng sinh xỏ rồi bây giờ cũng không ai lo làm gì ổng. Thấy già rồi cả rồi, với dạ, một dòng họ không. Dạ. Vậy thì cũng không ai đâu mà làm gì, ngủ còn đóng rồi, đóng ba cái gì ép cái gì, cũng cái cho. Ta cho không à, không đi về, ta cho cái gì là ổng đem gì ổng xài, tận dụng mới lấy. Quá đáng thương. Khi đến đây thì người ta hỏi là nhà ông ba Nhan ở ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì người ta sẽ biết được ông ba. Thì cô bác quý anh chị nào mà có lòng tốt thì hãy đến đây giúp ông ba, để cho ông ba đỡ khổ hơn một phần nào trong cuộc sống. Thì nếu như mà cô bác quý anh chị mà có giúp đỡ thì nếu không có điều kiện tìm đến ông ba thì có thể liên hệ đến số điện thoại của Bùi Hồ ở phần mô tả để Bùi Hồ có thể xuống giúp ông ba. Thì đây là toàn bộ cái căn nhà của ông đó. Dạ, con chào ông ba, hay ông ba.